Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi nhé. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim 2400 token có ký hiệu là ROT từ dự án Rotmont Valency nha các bạn. Thì để được claim con này các bạn cần copy phần link dưới mô tả dưới video của mình, các bạn mở trình duyệt cái chút black của mình ra này các bạn. Thì cũng như thường lệ thì các bạn connect các bạn, thì mình bắt up lại cho những băng mới luôn nè, các bạn cho một draft nè. Các bạn dán cái đường link mà các bạn đã copy vào rồi các bạn. Các bạn nên làm nhanh cái kèo này nè, nó uổng lắm các bạn. Rồi, các bạn gỡ nè. Sau khi các bạn chọn gỡ, các bạn nhớ lưu ý các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục unlock thì nó ra hiện ra cái địa chỉ ví mình là các bạn đã connect ví thành công các bạn. Thì các bạn lướt xuống đây nè các bạn. Phan các bạn. Rồi tất cả các bạn nhấp vào một hộp quà nè các bạn. Rồi nó sẽ hiện được 400 token ROT nè. Tổng cung con này có 1 triệu, có 1 tỷ token, rất là thấp luôn các bạn. Các bạn bấm vào claim nè. Thì mình sẽ tốn một chút phí mạng là BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn chỉ bấm nút chấp thuận không ạ. Mình sẽ tốn là 0.0008 13 BNB khoảng 0.1 đô các bạn, 0.4 đô. Rồi các bạn bấm nút chấp thuận nha các bạn. Thì link bot mình đây phần link mô tả dưới video các bạn. Bạn nào có chat bot thì để kiếm thêm token thì kiếm nha các bạn. Rồi để mình qua mình kiểm tra địa chỉ ví mình các bạn. Lưu ý nha các bạn, mỗi địa chỉ ví các bạn claim được một lần, các bạn có thể dùng địa chỉ ví khác các bạn check nha các bạn. Giờ mình đã qua trang BC Scan Chat, mình đã về được 400 token ROT nè các bạn. Thì các bạn copy con chắc như phần link mô tả video của mình luôn nha các bạn. Các bạn trở về trang BC Scan các bạn để các bạn bắt up vào nha các bạn. Các bạn chơi lại nè các bạn. Các bạn nhấp vào 3 giây bên cùng nè. Các bạn bấm được tìm kiếm, các bạn dán con chắc nó vào nha các bạn. Nếu các bạn vào dán vào một tìm kiếm nó không hiện thì các bạn bấm vào tự thêm các đồng tiền mã hóa nha các bạn. Các bạn dán địa chỉ hợp đồng nó vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì tên thì các bạn qua đây các bạn coi ký hiệu của nó nha các bạn. Phan các bạn. Ký hiệu là ROT nè. Này là token Rotmont nè. Các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Các bạn dán tên nó vào đây nha các bạn. Rồi ký hiệu là Mon nè, ký hiệu là ROT nè. Rồi các bạn dán số tài khoản nó vào, số tài khoản nó là mấy ta, này quên coi luôn. Và các bạn. Số tài khoản là 18 nha các bạn. Những dán thế này thì các bạn nên check nha các bạn, dùng cái ví khác check. Rồi các bạn bấm làm xong. Kèo này khá là ngon đó các bạn ơi. Mình sẽ check. Rồi sau khi các bạn bấm làm xong thì mình đã nhận được 400 token ROT các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 400 token ROT đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha.